Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thuốc Zerinib Drug International sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Serginib cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thuốc Serginib có thành phần là Seritinib 150mg, được bào chế dưới dạng viên uống. Công dụng và chỉ định của Serginib, đơn trị liệu đầu tay cho bệnh nhân trưởng thành mắc bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ do anaplastic ALK. Đơn trị liệu cho bệnh nhân trưởng thành mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ do anaplastic ALK trước đây được điều trị bằng Crizotinib. Thuốc Serinim được sử dụng bằng đường uống và được nhà sản xuất khuyên dùng với liều lượng như sau: Liều khuyến cáo là 450mg 3 viên uống mỗi ngày một lần với thức ăn vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Các chống chỉ định khi sử dụng Serinim: dị ứng với Seritinib hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, mắc hội chứng QT dài bẩm sinh. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng: dùng thuốc này chính xác theo chỉ định của bác sĩ dùng thuốc này hàng ngày với thực phẩm cùng một lúc. Không nên ăn bưởi hoặc nước bưởi trong quá trình điều trị vì bưởi có thể gây ra mức độ độc hại của thuốc. Sơ 150mg trong máu Sơ 150mg có ảnh hưởng nhỏ đến khả năng lái xe hoặc sử dụng máy móc. Cẩn thận trọng khi lái xe hoặc sử dụng máy móc trong quá trình điều trị vì bệnh nhân có thể bị mệt mỏi hoặc rối loạn thị lực không dùng số lượng lớn hơn hoặc nhỏ hơn đề nghị. Nuốt nó như một toàn thể. Đừng nhai, nghiền nát hoặc phá vỡ nó. Không tự ý ngừng thuốc khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ. Một số tác dụng phụ mà người bệnh có thể gặp phải khi sử dụng Serinim, các tác dụng phụ thường gặp gồm: tiêu chảy 86%, buồn nôn 80%, nôn 60%, đau bụng 54%, mệt mỏi 52%, chán ăn 34%, táo bón 29%. Các tác dụng phụ khác được báo cáo gồm: phát ban, rối loạn tiêu hóa, bệnh lý thần kinh, rối loạn thị lực, khoảng thời gian QT kéo dài nhịp tim chậm. Tương tác của serzinib với các thuốc khác, vì serotinib chuyển hóa chủ yếu qua CIP3A nên tránh sử dụng đồng thời các chất ức chế CIP3A mạnh trong quá trình điều trị. Nếu không thể tránh khỏi việc đó hãy giảm liều xuống khoảng 1 phần 3 sau khi ngừng thuốc ức chế CIP3A mạnh. Hãy tiếp tục dùng liều trước khi bắt đầu dùng thuốc ức chế CIP3A4 mạnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thuốc serzinib đồng thời biết cách sử dụng sơ Zinim sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.